Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên tin tí tức mới để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong ngày. Mong rằng bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình. Và ngay bây giờ, hãy cùng với mình đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Giám đốc bệnh viện giã chiến ở Bình Dương, F0 phá cửa ra tập thể dục, khạc nhổ ra sân. Ngoài tình trạng chen lấn xô đẩy để giành suất ăn tại bệnh viện giã chiến, bác sĩ Vũ cho biết nhiều F0 còn phá cửa để lấy đồ dùng ra ngoài tập thể dục hay là khạc nhổ ra sân. Sau khi xảy ra sự cố F0 xô rào giành suất ăn sáng mùng 3 tháng 9, ngay trong ngày mùng 4 tháng 9, tình hình ở bệnh viện giã chiến Thới Hòa thuộc bệnh viện giã chiến số 1 tỉnh Bình Dương đã ổn định trật tự. Hàng trăm tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện có mặt hỗ trợ điều phối đồ ăn đưa đến từng dãy cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng trong vài ngày qua, khi hàng nghìn F0 đã được chuyển từ khu cách ly ở thị xã Tân Uyên đến đây đã xảy ra tình trạng quá tải. Cụ thể, trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 4 tháng 9, bác sĩ Lê Ngọc Vũ, giám đốc bệnh viện giã chiến số 1, cơ sở Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đã bố trí được đầy đủ các suất ăn, nhưng nhiều F0 vẫn đang quay qua phá cửa bệnh viện lấy đồ dùng. Báo này dẫn lời giám đốc bệnh viện Lê Ngọc Vũ nói. F0 phá cửa rào ở phía trước ra ngoài tập thể dục, khạc nhổ bừa bãi ra sân, còn gõ cửa phòng các y bác sĩ khác để hỏi lấy đồ. Sau đó chúng tôi dồn lại vào phòng, khóa, hàn cửa phía trước lại, thì F0 lại phá cửa phía sau của bệnh viện để ra ngoài. Bác sĩ Vũ cũng khẳng định nhóm F0 này trước đó đã từng gây ra cảnh đập phá khu cách ly ở thị xã Tân Uyên. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, phía bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cử công an tỉnh đến chỉ đạo xử lý, đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động trực chốt đảm bảo an ninh trật tự. Thông tin báo người lao động đưa cũng cho hay, trong ngày mùng 4 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng công an tỉnh đã xuống bệnh viện giã chiến Thới Hòa để xử lý dứt điểm việc mất an ninh trật tự tại đây. Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường chốt trực để đảm bảo an toàn khu vực bên trong và tuần tra ở xung quanh bệnh viện. Hiện trật tự bên trong đã ổn định, cấp phát cơm, đồ uống, điều trị bệnh nhân đã diễn ra bình thường. Trước đó, theo thông tin từ phía tỉnh Bình Dương, cơ sở bệnh viện giã chiến Thới Hòa chỉ có khoảng 4.000 bệnh nhân COVID-19 với quy mô 5.300 giường. Những ngày gần đây đã tiếp nhận thêm hàng nghìn F0 từ thị xã Tân Uyên đến. Đỉnh điểm riêng ngày 3 tháng 9 tiếp nhận 6.000 F0, nâng tổng số bệnh nhân tại đây là khoảng 13.000 người, trong khi đó nguồn nhân lực y tế chỉ có hơn 300 y bác sĩ và kỹ thuật viên y tế. Do số lượng F0 được chuyển đến quá lớn trong thời gian ngắn, chưa có danh sách hoàn chỉnh, Danh sách viết bằng tay chưa đầy đủ thông tin nên không tránh khỏi những vấn đề như thiếu hụt suất ăn, đồ dùng và trang thiết bị. Chia sẻ thêm về vấn đề suất ăn này, bác sĩ Vũ nói với phóng viên. Có ngày số lượng báo về cho chúng tôi đưa F0 lên đến 600 nhưng thực tế tiếp nhận chỉ có 300 người nên lượng cơm đã đặt trước bị dư phải đổ đi rất lãng phí. Tuy nhiên cũng có ngày chúng tôi được báo sẽ có 500 F0 nhưng con số thực tế đưa lên từ 800 đến 1.000 người khiến bệnh viện bị động. Có những trường hợp có tên trong danh sách có số điện thoại nhưng khi phía bệnh viện gọi thì bệnh nhân nói đang ở nhà. Các y bác sĩ và nhân viên y tế tại đây cũng mong mọi người phải giữ bình tĩnh, an tâm hợp tác với bác sĩ để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Tin tức mới. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ thông tin nào đến từ Tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.